Luật sư nhân quyền đại lục, bất kỳ vụ án pháp luân công nào ở Trung Quốc đều là án oan. Hôm 9 tháng 8, trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, ông Trần Kiến Cương, một học giả thỉnh giảng tại trường luật Washington thuộc Đại học Hoa Kỳ và là cựu luật sư nhân quyền ở đại lục nói rằng, không có một vụ án pháp luân công nào ở Trung Quốc không phải là án oan. Các học viên pháp luân công không vi phạm bất kỳ luật pháp nào của Trung Quốc. Không có luật hay bất cứ điều lệ giải thích tư pháp nào của Trung Quốc nhận định rằng pháp luân công là tà giáo. Cuộc bức hại pháp luân công là một cuộc đàn áp chính trị. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn đàn áp tàn khốc nhóm người này. Luật sư Trần nói, về tất cả các trường hợp pháp luân công ở Trung Quốc, tôi có thể nói rõ ràng hai điểm. Thứ nhất, họ không vi phạm pháp luật, không vi phạm bất kỳ luật nào của Trung Quốc. Thứ hai, họ không có bất kỳ nguy hại gì, không gây hại cho xã hội. Chưa cần nói đến việc theo các quy tắc của một thế giới văn minh và tự do tín ngưỡng, ngay cả theo luật pháp hiện hành của Trung Quốc, thì pháp luân công cũng không hề phạm tội. Phân tích từ góc độ pháp lý, các vụ án pháp luân công đều là những vụ án oan do con người biên tạo ra, bởi vì đây không phải là vấn đề pháp luật mà là vấn đề chính trị. Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp nhóm người này, muốn đàn áp họ một cách tàn khốc. Các vụ án pháp luân công mà tôi thụ lý đều là như vậy, bởi vì không ai phạm tội và không ai làm ra các hành vi gây hại cho xã hội. Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp, các phương tiện truyền thông đại lục đã đưa tin tích cực rộng rãi về pháp luân công. Năm 1999, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân ghen tị rằng số học viên pháp luân công vượt quá số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó đã ra lệnh toàn lực đàn áp. Luật sư Trần Kiến Cương nói rằng, việc cảnh sát bắt giữ các học viên pháp luân công một cách tùy tiện và sau đó kết tội một cách bất hợp pháp là rất phổ biến. Ví dụ, ở vùng Đông Bắc, cảnh sát an ninh nội địa cứ định giờ mà đến bắt các học viên pháp luân công, nhanh gọn như cắt hành cắt hẹ vậy. Nếu họ muốn có kinh phí và muốn hoàn thành một số nhiệm vụ chính trị, họ thậm chí không cần quan tâm những học viên này có làm ra hành vi nào mà cần bắt giữ hay không, chẳng hạn như phát tờ rơi, vân vân. Họ có thể đến nhà và bắt người trực tiếp, thậm chí đợi ở cửa nhà bạn, chỉ cần bạn ra khỏi cửa, họ sẽ bắt ngay lập tức, sau đó thẩm vấn rồi buộc tội. Đây chính là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm. Không có cách giải thích pháp lý hoặc tư pháp nào xác định pháp luân công là một tà giáo, hoàn toàn không có. Còn cái gọi là tà giáo là cái mác do Giang Trạch Dân gắn lên. Sau khi Giang Trạch Dân đàn áp pháp luân công, ông ta đã bị quốc tế chỉ trích và gặp trở ngại ở trong nước. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân vẫn tự tiếp tục làm theo ý mình. 3 tháng sau khi phát động cuộc đàn áp, vào ngày 25 tháng 10 năm 1999, Giang Trạch Dân đã vu khống pháp luân công là tà giáo trước các kênh truyền thông ở Pháp. Luật sư Trần Kiến Cương nói rằng, thẩm phán đại lục xét xử vụ án pháp luân công là con rối bị cảnh sát an ninh quốc gia điều khiển. Tuyên án những vụ án chính trị này đều thực hiện dưới áp lực chính trị. Người thực sự đang thẩm lý những vụ án này là những cảnh sát an ninh nội địa đang ngồi nghe ở phòng xử án. Họ đang theo dõi những thẩm phán này. Cuộc đàn áp pháp luân công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài 21 năm. Theo thống kê chưa đầy đủ từ Minhui.com, trong nửa đầu năm 2020, 5.313 học viên pháp luân công đã bị bắt giữ và sách nhiễu trên toàn quốc, và 38 học viên pháp luân công đã bị bức hại và qua đời. Trung tâm Thông tin Pháp luân Đại Pháp ước tính kể rằng, từ tháng 7 năm 1999, hàng triệu học viên pháp luân công đã bị giam giữ trong các trại lao động, nhà tù và trung tâm tẩy não ở Trung Quốc. Họ bị tra tấn, ngược đãi và bị ép buộc từ bỏ đức tin của mình. Hơn 4.000 học viên pháp luân công được xác nhận đã chết vì bị tra tấn do Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa thông tin nghiêm ngặt. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Ông Trần nói, Trung Quốc là một quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị. Trung Quốc quả thực là một nhà tù lớn được bao quanh bởi biên giới quốc gia. Đây là hiện trạng. Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép người khác có tín ngưỡng, bởi vì khi bạn cố gắng trở thành một người tốt, thì bạn sẽ không phục tùng theo cái ác của họ. Đây chính là điều khiến họ sợ hãi.